Theo tin của CNN, Hạ viện Mỹ vào ngày hôm qua thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng trị giá hơn 600 tỷ đô la Mỹ, đồng thời cấm ngũ giác đài sử dụng thiết bị và dịch vụ của công ty Trung Quốc ZTE. Dự luật này được thông qua với 359 phiếu thuận, 49 phiếu chống và được chuyển lên Thượng viện. Trước đó, công ty Trung Quốc ZTE bị cáo buộc vi phạm luật thương mại vì bán công nghệ cho Mỹ, cho Bắc Hàn và Iran, gây nguy cơ an ninh cho Washington. Ngân sách quốc phòng được Hạ viện thông qua được chi cho việc nâng cấp vũ khí, tàu tải quân, tàu ngầm, tàu tác chiến và trực thăng. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan gọi dự luật ngân sách đóng vai trò then chốt cho năng lực quốc phòng của Mỹ, đồng thời cho phép tăng lương cho quân nhân nhiều nhất trong vòng 9 năm qua.